Vâng, em xin chào các bác nhá. Tiếp tục lên cho các một cặp loa hàng mà là hiếm độc lạ nhá. Đấy. Cặp này thì phải là hàng VIP luôn nhá. Đấy, thì bác nào mà là nhanh tay thì được, chậm tay thì mất. Đấy, em có nói luôn như vậy. Nhá, cặp này thì hay ở cái chỗ này. Con này thì nó thiết kế theo kiểu là tức là cái thùng bát của nó riêng và dòng tép với chung của nó đặt phía trên riêng. Đấy, thì tuy nhiên thì những bác nào mà đang cần những cái con mà loa mà ví dụ cần thêm bát ấy, thì em nghĩ đây là một con hợp lý nhá. Đấy, thì lấy cặp này về. Hoặc là ví dụ bác nào mà thích chế cháo vậy thì có thể là có những cặp tép mà anh em thỉnh thoảng về hay cặp tép rời đấy, các bác làm thêm cái thùng nhỏ nhỏ các bác đặt trên nóc này nhá, chế thêm cái thùng nhỏ vừa đặt trên nóc này đấy, thì là lắp thêm vào, tức là chế cháo thêm là con này con bát và trên là mình là con tép của những con kia ô ấy. Đấy, tiếng sáng mà bát con này thì khủng, hai con nó quện với nhau thì cái trung âm của nó rất là tốt đấy, thì hai con này đấy thì các bác có thể là lấy cả cặp như này về mình ghép thì nó hợp lý hơn nhá. Đấy. Con này thì có mã đây là P717 nhá, P717. Đấy, với công suất được trang bị trên loa là 50W một con này. Là 50W một một cái bát này và trở kháng từ trước là 6 ohm. Hàng thì sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản luôn. Đây. Made in Japan nhá. Đấy. Đấy, các bác nhìn kỹ luôn nhá. Made in Japan này. Công suất 50 này, trở kháng là 6 ohm này. Mã là P717AV, nhưng mà đọc là P717 là được các bác nhá. Đấy. Quá tuyệt vời, bác nào mà thích nghe tiếng bát nhiều thì có thể zing ngay cặp này về. Phối thêm vào những cái dàn nhà mình. Đấy, có thể là dàn chung hay là dàn đại, nhưng mà nói chung thì cái này các bác ghép là phải tính toán thêm cái phần công suất nhá. Đấy, để sao cho nó phù hợp. Nếu mà không biết thì mình có thể tìm hiểu trên YouTube, trên mạng hoặc là qua các thợ nhá. Đấy. Phía trên này là bốn cái lỗ chân này, thế thì về các bác có thể chế thêm con tép nhá. Đấy, bốn chân lên sau đó mình sẽ đấu con tép vào. Nhìn nó đẹp, đem để căng đây cho nó đẹp. Đấy. Bốn cái là bốn con cao su. Căng của nó thì đẩy đây nhá, đẩy đây nhá chứ không phải đẩy trên này đâu. Chẳng qua đem để đây cho đẹp thôi nhá. Đây. Đấy, nhìn để này nó đẹp đúng không các bác? Đấy. Con này thì được trang bị bát của nó là bằng giấy và dòng gân vải nhá. Đấy. Bác nào thích cái gân này nó mềm một tí thì có thể là lấy dầu dưỡng gân nhá, về mình dưỡng qua một tí. Còn không thì em nghĩ để nguyện được. Đấy, con này thì ưng nhất là cái màu của nó các bác nhá. Cái thiết kế màu rất đẹp này, màu kiểu màu nhám xám xám ấy. Nhưng nó kiểu xám tối. Đấy. Nhìn nó nhám nhám nhìn rất là đẹp nhá, kiểu cái màu nó sang. Kê vào những cái bộ bàn ghế mà kiểu gỗ mộc ấy. Đây, như em kê nhìn nó rất là nổi bật lên, cái con loa nhìn rất là đẹp. Và kích thước thì em sẽ đo luôn này. Con này nếu mà đo bát cái viền trong thì nó đã rơi khoảng 12.5 rồi. Còn nếu mà chuẩn ra con này bát nó phải rơi khoảng bát 13, 14 nhá. Chuẩn ra là phải rơi khoảng bát 13, 14. Đấy. Còn kích thước vỏ của nó là rộng là 18 này. Sâu là 20. Sâu 21 là tính cả căng. Cao là khoảng 24.5. Đấy. Thì đấy là về cái phần thông số kỹ thuật cũng như về phần kích thước. Đấy. Còn chất âm thì bác nào chốt thì alo ngay cho em nhé. Em sẽ test bản giao ngay trong buổi chiều hôm nay. Đấy, cho gửi đi cùng lô hàng nha em sáng nay chốt nhé. Đấy. Hiện tại thì bây giờ mới được có khoảng 14 đơn thôi nhé. Mới có khoảng 14 đơn thôi. Đấy, còn từ giờ chiều kiểu gì thêm 1, 2, 3 đơn nữa. Nhưng mà đấy, thì bác nào chốt nhanh thì để em đóng kèm luôn các đơn đây luôn nhé. Gửi luôn cho các bác. Đấy. Số điện thoại thì các bác có thể lấy trên tiêu đề nhé. Giá em để tiêu đề nhé. Các bác cứ nhìn giá trên tiêu đề bác nào. Có quên được chưa kịp ghi thì có thể nhìn trên phần tiêu đề. Đấy. Thành vách rất là phê này, dày dặn và chắc chắn. Thiết kế đẹp. Các bác cứ xem video nhà em kiểu gì có nhà em có những cặp tép rời. Có con kiêu dòng tép rất là chất. Đấy, các bác chế thêm nhá, độ thêm con tép phía trên này. Đấy, có thể là đấu con tép ở phía trên lóc này. Đấy, hay là sườn, nói chung thì mình cái này về mình chiến đấu được, cái này là thoải mái. Về nếu mà không không có cái kiểu máy khoét ấy, các bác có thể là có thể là mang cái bác thợ mộc ấy làm thêm lỗ chế tép, hoặc là mình có thể đấu con tép, đóng hộp riêng đặt con tép phía trên nó cũng rất là hay. Đấy. Mà giá là hợp lý nhá. Đấy. Con này thì thôi để các bác giá là đấy. Cặp này thì bình thường nó thật các bác ấy, thì những cái dòng này mà chuẩn chỉ nó về thì nó rơi vào, ví dụ như cặp này không thì nhá, chuẩn chỉ nó về nó dao động khoảng là mấy triệu ấy, chứ không ít đâu nhá. Nó rơi khoảng là mấy triệu đấy chứ không phải là bình thường với cặp này đâu.
Đấy, nhưng mà thôi, cặp này thì tại vì là về là nó hơi lẻ một tí nhá. Nó là lẻ là thiếu cái phía trên thôi, chứ còn cả cặp này là nó cũng gọi là đồng bộ đấy. Đấy. Thì thôi để có cặp này là 980 nha. Đấy, còn là hữu nghị cho các bác thôi. Đấy, thì bác là nhanh tay thì được nhá, chậm tay thì mất. Đấy. Hình thức thì các bác nghe qua rồi, xem qua rồi. Đấy. Chốt, bác nào chốt thì alo ngay cho em, để em test luôn, em bàn giao xong em đóng hàng, gửi hàng cho các bác nhá. Đấy. Đấy, căng của nó thì đậy vào như này. Đấy, lỗ chân căng. Đấy. Vâng, em kết thúc video tại đây nhá. Xin chào các bác. Và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên Nguyên Audio nhá.